Chào các bác nhá. Và hôm nay đến với kênh Phụ Kiện Sân Bẫy, em sẽ vác que đi đánh cò. Và tiện qua đây giới thiệu luôn với các bác mà đang chuẩn bị đi đánh cò mà các bác chưa biết lựa chọn cái cách mà đánh cò bằng que tre hay là bằng que nhựa. Đây ví dụ như que nhựa là những cái loại que này cũng được dùng phổ thông rất là nhiều đối với các bác đang đi đánh cò đánh bạc bây giờ. Và que tre thì truyền thống các bác vẫn cứ dùng nhiều. Đấy thì cái cách chọn tre thì các bác chọn cái tre thanh đẹp, không bị kiến. Đấy, và giữa đốt thì nó phải ở phần giữa như thế này nhá. Hai đầu này là không có đốt này. Đấy. Thì cái que này thì tùy thuộc các bác. Thường là em cắt que nhựa thì em cắt nó dài 50 phân. Còn có bác thì đặt dài hơn, các bác đặt 80 phân. Thì hôm nay em cắt cái thanh tre này là 50 phân thôi. Để gót, để chuẩn bị để đi đánh cò. Đánh vào. Thì các bác chọn một thanh tre như thế này nhá. Rất là đơn giản, nhưng mà đối với các bác mà chưa đi đánh bao giờ thì các bác chưa biết. Các bác pha thanh nhỏ như này. Đây, khi pha được những thanh nhỏ ra như thế này rồi thì tước bớt bụng ra đi. Như này là đã được nha các bác nhé. Và cái phần chia, các bác chia thế nào cho nó hợp lý. Ví dụ như này các bác đừng chia con vội, mà các bác sẽ chia ở giữa. Chia ở giữa này, xong lại chia đều ra. Em lại chia ở giữa cái thanh tre này. Và lại tiếp tục chia giữa nhé. Các bác cứ chia giữa dần thôi. Cho tới khi mà nó tới được cái chiều rộng nhất định của que thì chia nhỏ ra thành như thế này, xong tẹo nó sẽ tiến hành vót, nó sẽ được. Vót que xong như thế này xong thì các bác bỏ vào xoong luộc với nước muối. Các bác chẻ nhiều xong rồi treo lên các bếp để dùng dần cho nó bền, nó không bị mòn. Vậy nhá, đây là cái thanh tre, em đã chia một cái thanh tre nhỏ như này. Em đã chia ra được rất chia nhiều chỗ này rồi. Và bây giờ để tiến hành vót. Đấy. Vót thì các bác buộc dây rẻ vào tay, không là dằm mà đâm mà rất chi ở đau. Dao đã chuẩn bị rồi. Dao thì có con dao nhỏ như này. Tùy thuộc theo các bác vót bằng dao nhỏ, dao to thì đều được. Cứ con nào dao đó thích hợp với các bác thì các bác vót. Vót cái này thì vót một đầu to, một đầu nhỏ các bác ạ. Một đầu dưới khi cắm bùn đi thì nó to hơn một chút. Thì thuộc các bác đánh cò hay là đánh vạc nhá. Các bác đánh vạc thì bác vót to hơn, các bác đánh cò thì các bác vót nhỏ hơn. Đây em vót cái đầu ngọn trước để cho nó to nhỏ hơn. Bên em thì cung cấp tất cả các vật dụng về sân bẫy. Thì ví dụ như trước mắt các bác đây là những cái mẫu cạn. Mẫu cạn này cũng có bác là dùng để đánh cò, có bác dùng đánh vạc, đánh diệp, đánh tất cả các loại. Còn vùng em phổ thông đánh cò, đánh vạc thì vẫn hay đánh bằng que. Người thì dùng que nhựa, người thì dùng que tre. Đây như vậy đầu trên này là đã được rồi nha các bác nhé. Cái này thì em cũng không chuyên môn lắm, nhưng mà thỉnh thoảng mới vót thôi. Các bác mà chuyên môn ấy, các bác vót một lúc thì được rất là nhiều. Cái dao này rất là sắc mỏ. Đấy, như vậy đã được rồi nha các bác nhé.
rất chi là đơn giản và tiết kiệm. Nếu như mà để các bác phải mua cái que này nó cũng không rẻ đâu nhá, đắt đấy, không rẻ đâu. Các bác nên vót nó tiết kiệm. Đây, cái này là đã được nha các bác nhá. Đấy, cái đầu trên này nó hơi nhỏ một chút này, rất chi là đẹp. Khi mà các bác vót được như này rồi, các bác thích nó bền lâu mà nó dẻo que ấy, các bác luộc nước muối đi. Các bác luộc nước muối xong rồi các bác vót được nhiều thì gác lên các bếp để dùng dần. Rất chi là tiết kiệm. Chỉ các bác ngồi tranh thủ một lúc thôi là được 100 que ngay. Nếu mà để mua cả 100 que thì nó cũng lên tới cơ sở là bán rẻ thì cũng là 7.000 một chục, còn đắt là 100.000 100 que đấy, 10.000 một chục que đấy. Đấy, thế qua cái video này, cái cách vót que rất chi là đơn giản đối với các bác mới tập chơi. Các bác lựa chọn là 50 phân này, cưa tre 50 phân. Và đốt thì ở phần giữa đấy các bác nhá. Đốt ở phần giữa. Đấy, đầu trên thì vót nhọn để cuốn keo. Keo thì rất chi là rẻ. Cái keo mà đánh cò đánh vạc như bên em rất chi là nhiều rẻ. Chất lượng thì cực kỳ là tốt, rất chi là nhiều bác ạ. Thì qua video này đã xong cái phần vót que tre để đánh cò nhá. Thì các bác mà quan tâm đến tất cả những cái video của bên shop phụ kiện Sân Bẫy, các bác ấn vào chuông và ấn vào đăng ký để mỗi lần em phát lên những cái video các bác nhận được thông báo về những cái cách thức mà các bác làm để được tiết kiệm hơn. Vâng, em chào tất cả các bác.